Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. Forest Motor City nha. Vinh đầu tiên. Và bây giờ thì mình sẽ lên trên này. Chụp vinh thứ hai. Chiếc xe của mình. Oh my god. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai. Xin được hiểu phim. Ở đây các bạn phải tìm những chiếc máy bay giấy. Khi gặp xin hiểu thì các bạn sẽ phi chiếc máy bay này. Ông ta sẽ le theo chiếc máy bay. Thank you.
Rồi bây giờ thì mình sẽ ra ngoài vườn. Và ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm 3 ngôi nhà. Và trong 3 ngôi nhà đó thì mỗi ngôi nhà có một câu hỏi. Các bạn sẽ trả lời từ câu hỏi trong cùng ngôi nhà. Và lúc đó thì các bạn sẽ đến một điểm cuối cùng và các bạn sẽ hoàn thành được chapter 1 của tập này. Đây như còn một con đường nữa, đúng không? Khi bị xin hiệp phát hiện, các bạn sẽ phải phi cho máy bay giấy này. Lúc đó thì ông ta sẽ lên tới chiếc máy bay. Ở đây các bạn còn phải tìm 2 ngôi nhà nữa. Sau đó trả lời trong 2 ngôi nhà đó. Mỗi một ngôi nhà là một câu hỏi. Trả lời xong, các bạn sẽ đi đến điểm cuối cùng và hoàn thành được game. Ok. Rồi, và các bạn sẽ đi này để tìm kiếm tiếp. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3. Level 4.
trải nước. Đưa vào phải. Đây rồi. Ok. Level 6. Level 7. Và bây giờ thì mình sẽ sang được cái thứ tư. Xin đi đi, giờ xuống đi vào. Let's go. Fruits of map. Fizzle hummus. Provision looks. Anh chàng này thì đang bị khóa trong này. Thank you.
Oh my gosh, không chạy được ra ngoài. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Cô thứ à? So there he is, huh? Hey. I got you a nice little place to stay, Tony. It's got you written all over it. We'll head there first. This is it, Tony. Home sweet home. Back up. Không thấy đâu. Ăn mặc bộ công lê đây cho rất lịch sự. Bravo. So, ok, lên xe nào. Now take me to my place. Apartments cost money, Tony. Ok, và mình sẽ sang cái tiếp theo, GTA 3. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Hey, motor!
This is the place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Around the back and use the service door. Ok, tiếp tục nào. GTA SA. Street, home. At least it was before I fucked everything up. These Santos bitches can't see me. Nice. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Man, it's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Takes you back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. Wow, CJ, anh chàng này leo mình. Let's go. Out
Abolish cars onto us. Split up. Keep up, motherfucker. You just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Was it this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home. Motherfuckers, though. Ok, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo, GTA Vice City. Tommy Vercetti. Shit. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Sau đó thì mình sẽ đi lên trên tầng 2. I nearly fell over. Nói chuyện với hai người đàn ông. Get some sleep, he said.
want a drown man? Ok, rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.